Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình nha. 0348 30 843. Xem kênh, theo dõi, nhớ bấm vô đăng ký để nhận được mấy cái video mới em đăng lên nha mọi người. Hôm nay em về mấy món đồ sau đây. Đây có cây bơm mỡ bò rất là to luôn. Kìm cắt cáp, cắt ống. Rồi ở này phun nước tưới cây ha, tưới cây của Nhật sản xuất Japan. Rồi video hôm nay có mã là 143 nha mọi người. Đây đầu tiên là cái thước Livo, thước Livo thương hiệu này KOD của Nhật. Và cái hướng cần ha, toàn bộ hước là nó bằng nhôm. Rồi cái hước này dài khoảng 45 nha mọi người. Rồi em bỏ quên mất cây hước ở chỗ khác, hiện nay không có để đo nha mọi người. Đây ứng chừng nó là khoảng 45 ha. Rồi cái thước nhôm này có mã là 143.1, giá là 250 nha mọi người. Rồi tiếp theo một cây bơm banh, cái ống bơm này chuyên dụng để bơm bóng nha. Chế banh mình đá này nó có cái cây, cái mũi tìm, có cái vòi để bơm vô. Này nó sẽ xì vô ngay đây ha, cái mũi nè, có cái lỗ nè. Hơi rất là mạnh luôn. Bơm banh của Nhật, đây thương hiệu nè. Kìm rất là chắc chắn nha, nó nhỏ nhưng mà nó chắc lắm. Rồi bơm banh này có mã là 143.2 nha, giá 200.000. Tiếp theo là một cái mặt dây nịt. Đây thương hiệu nó đây. Cái này là của Italy sản xuất không? Đây, made in Italy. Nó mạ màu vàng rất là đẹp. Đây. Như là bằng nhôm mọi người, nhôm mạ lên ha. Đây mình vô dây, mình vô đây nè, cắt đúng cái bản dây này vô, cái bấm cái gài này lại là nó dính ha. Rồi cái bấm lỗ là sử dụng được. Rồi cái mặt dây nịt này mò 143.3 nha, 150.000. Tiếp theo về một cái vòi hơi của Anet Iwata. Cây này test hơi ok mọi người, không có xì, xịt rất là mạnh. Vòi một lỗ ha. Đây. Cò rất là nhẹ nha, cò nó nhẹ lắm, rất dễ sử dụng. Rồi chui này không dụng ha, chui của Nhật nè, vô có dây hơi rồi là gài nó vô. Rồi cái xịt gió này xịt hơi ha, hay rồi xịt gió luôn được, khỏi gió gì đó. Mã là 143.4 ha, giá 300.000.
Tiếp theo cái kìm cắt cáp. Đây, cắt cáp của Nhật. Này, size nó cỡ 10-17 cm thôi. Này, lưỡi còn ok nha mọi người. Này, lưỡi nè. Lưỡi còn rất là ok. Thử cắt cọng cáp này luôn nha. Đây, cọng cáp nè. Cáp này dây dây hắn của xe đạp hay xe máy gì đó. Cũng khá là to, khoảng chừng 1,5 ly. Ngọt luôn ha. Rất là ngọt nha. Đó. Nó đứt rồi mọi người. Đứt rất là ngọt. Đây bấm một đoạn dài cho dễ thấy. Đây. Rất ngọt luôn. Rồi. Cắt cáp có mã là 143.5 ha, 300.000. Tiếp theo là cái kìm bấm cót. Đây. Nguyên cái bộ kìm bấm cót, nó còn một số cót nè, nó đã sử dụng một ít rồi. Còn nó mấy cót thôi. Còn rất đẹp như mới luôn. Rất đẹp luôn. Đây cái kìm rất đẹp. Sử dụng vài lần. Này, kìm này size 20 ha. 5 chức năng mọi người. Nè, bấm code là 1 nè. Cắt tia ren nè. 2 nè, cắt dây điện nè, để chuốt dây điện. 1 2 3 4. Rồi. Đây nè, cái lỗ này là chức năng gì đây? Như là cái code lớn mọi người. Đây có một cái code nữa. Của Amon, Amon thương hiệu của Nhật mừng. Này chỉnh hình nó nè. Đây mấy chức năng của nó mừng. Bấm mấy cái code như hình nó có để luôn. Nè bấm code nè, cắt dây điện nè. Đó. Rồi. Bóng cót này có mã là 143.6 ha, giá 250 nè. Tiếp theo là cây súng tưới cây, đã test ok nha mọi người, test nước rồi. Đây mình vô dây như vậy, mở cái này ra ha. Nhà mình có dây đây là cái dây cỡ như thế này. Dây cỡ 16 mọi người, dây ống ống mềm 16 á, đút vô đây. Mình luồn ở đây vô trước ha, luồn dây vô qua đây. Rồi chồng cái dây vô đây. Rồi tuột cái này xuống. Nó sẽ cứng lại. Siết cái này nữa là nó chặt luôn. Đây của Made in Japan sản xuất nè. Cây này của Takagi Nhật. Cái này chế độ nó là tự động ha, mình bóp tới đâu thì nó chỉnh tia tới đó. Ví dụ như để vậy thì nó tia nó ngưng nè, bóp vô cái từ từ nó sẽ bung 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 ra, nó sẽ gom lại và bung ra. Đó, tùy theo mình bóp cái cò ha. Cây này xài rất là tiện. Tới cây lớn, cây nhỏ gì cũng được hết. Ủa, chậu to thì mình lấy cái vòi nó ra nhiều nước. Rồi nhỏ thì mình bóp cho nó ra tia. Nó sẽ nhỏ lại. Ở đây có mình điều chỉnh cái cò được nè. Bên trong ruột này nè, nó bằng đồng hao nên rất là bền. Rồi, cái vòi tưới nước này có mã 143.7 ha, 350 nha.
Tiếp theo là cây này, là cây này rất là ít gặp ha, cây nha bóc vỏ cây. Đây theo như hình lưỡi này là nó chiên để bóc vỏ cây ha. Ví dụ như cành cây mình vậy nè, bấm như vậy bạn qua dòng thì nó sẽ bóc cái vỏ ha. Đó này mình dùng như vậy ha. Đây đây là cái mặt lưỡi nè mọi người. Cái kế không được bén cho lắm nè, nhìn còn nguyên à, chưa có sử dụng nhiều mà nhưng mà nó sao nó không có bén. Mọi người tùy theo mình sử dụng ha, muốn bén thì nó mài sơ nó cái nó sẽ bén. Đây ngoại hình còn rất là đẹp. Cái này size cỡ 10 16. Rồi cây kéo này có mã là 143.8 à, 300 ngàn. Tiếp theo đây là cây kéo Mary của đây. Mary vô tay. Nhập sản xuất nha mọi người. Cây này nhập sản xuất. Cắt được phi tới 42 42 mm ha. Cắt ống nước thì 42. Này, rất là bén luôn á. Này, lưỡi còn rất là bén. Lưỡi này rất là bền luôn nha mọi người. Thép của nó rất là tốt. Nên xài rất là ok. Size này cỡ 20 á. Rồi, mã là 143.9 ha, 400 ngàn. Cuối cùng là cây mỡ cây bơm mỡ. Còn nước không đây? Đây, cái bơm mỡ nha mọi người. Size to lắm mọi người. Size to thì mà mình bơm được rất là nhiều mỡ ha. Mỗi lần vô mỡ bơm rất là nhiều. Kích thước nó cỡ 40 ha. Đây, toàn cây là 40 á, luôn cái vòi này nè. Vòi bơm này. Còn rất là đẹp. Đây, còn rất là đẹp. Rồi, bơm mỡ này có mã là 143.10 ha. Giá 450 ngàn. Rồi, mọi người xem video thì liên hệ theo số điện thoại trên màn hình nha. 0348304843 nè. Rồi, em kết thúc video đây mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, ủng hộ. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha.